Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của em Minh xe đạp giá sỉ. Em Minh nay có chiếc 830 ATX 830 màu cam, size L. Màu này đẹp lắm mọi người. Gian ATX 830 nha mọi người. Em bán chiếc này cho một anh Tây, xe L, mua xe L cực kỳ là cao luôn. Thì em Minh thấy cái màu này nó đẹp quá. Trước giờ em không nghĩ là cái màu cam này nó đẹp thế, em cứ lấy mấy cái màu khác thôi. Lấy màu ghi hồng với lại màu đen cam, còn màu cam thì chưa lấy. Này mình có khách mua chiếc ATX 830 màu cam này, thấy đẹp quá, quay lên cho mọi người ngắm cái màu sắc thực tế của nó. Gian ATX 830 nha mọi người nhé. Giá niêm yết của nó là 14 triệu, giá của em Minh thì rẻ hơn rất là nhiều. Lại còn bao ship toàn quốc nữa. Nên là mọi người có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ em nhé. Giá rất là tốt, bao ship toàn quốc. Gian ATX 830 là gian của công ty Việt Thắng phân phối mọi người. Gian nội địa chung ấy. Đấy, 830 màu cam. Em thì có đủ tất cả các màu. Màu ghi. Đây, màu ghi đây. Đấy. Màu ghi hồng đây. Màu kia là màu đen cam đây. Đấy. Mình thì rất là nhiều xe, cửa hàng thì cực kỳ là nhiều xe luôn. Thì mọi người có nhu cầu thì mua bất cứ màu gì và xe gì về tất cả các thương hiệu thì liên hệ em nhé. Em đều có cả, đầy đủ hết. Thì cấu hình chi tiết của chiếc 830 này thì là bánh 27.5 nhé mọi người, khung nhôm. Thắng dầu Techo trước sau. Sử dụng thắng dầu Techo. Đấy, cặp tay đề là của nó là Shimano Antut luôn. 3 đĩa và 9 líp. 3 đĩa và 9 líp. Xe thì có phản quang và chuông đi kèm. Có khóa phuộc ở trên tay lái luôn. Con này có khóa phuộc ở trên tay lái luôn. Ghi đông bông tăng là đều in chữ Gian hết nhé mọi người nhé. Ghi đông bông tăng là đều in chữ Gian hết. Xe thì màu này rất là đẹp, em đánh giá màu này đẹp nhất. Màu cam này là đẹp nhất. 9 lít này mọi người. Đấy, và 3 đĩa. Xe thì có sừng trâu chống mỏi luôn. Thắng dầu trước sau, thắng dầu Techo. Hàng chính hãng do công ty Gian Việt Thắng phân phối. Gian ATX 830. Vỏ của nó là vỏ gian 27.5 nhân 1.95 mọi người nhé. Hông 1.95, hông vừa phải thôi, hông không phải quá bự đâu. Đấy, van thì van hạt gạo này mọi người này. Niền của nó niền 2 phân. Niền cũng của gian luôn. Vỏ 27.5 Quick Cross. Phuộc là phuộc Top Speed Racing F900. Phuộc 27.5 nhá. Cái màu cam này phải nói là đẹp thật, rất là đẹp luôn. Xe thì khung nhôm đi dây âm. Xe khung nhôm đi dây âm. Xe L này mọi người, này mọi người thấy không? Mấy anh em Việt Nam mình thì mấy khi mà đi xe L, mấy ông Tây ông mua thì đi xe L ấy. Xe L đây. Em mình đủ tất cả các size F, XF, size S, M, L có hết nhé mọi người nhé. Xe thì gạt đĩa của nó là Shimano Antut luôn. Đấy, Shimano Antut luôn. 3 món là Shimano Antut. Món thứ tư nữa là của nó là líp cũng là líp Shimano luôn. Đấy. Gạt líp của nó là Shimano Antut 8 líp. Líp là líp thả Shimano nha mọi người nhé, líp thả Shimano. Líp 20-9 này. Đấy. Vỏ gian. Giá niêm yết của nó thì là 14 triệu. Giá của em Minh thì rẻ hơn rất là nhiều, rẻ giật mình luôn.
Mọi người muốn mua hàng thì muốn biết giá thì mọi người liên hệ em, nhưng em không báo giá trực tiếp được mấy cái dòng gian này. Công ty cấm bán rẻ, cấm bán phá giá để cho mọi người, cho anh em cửa hàng khác còn bán nữa. Cứ thi nhau dìm giá thì không hay. Đấy, thì xe này màu này đẹp lắm, em thấy màu chiếc này rất là đẹp luôn. Gian ATX 830. Thắng nó là thắng Techo này. Đấy, thắng nó là thắng Techo. Xe nó không có chân trống đâu mọi người. Xe này là khách mua của em mà em tặng chân trống đấy. Xe nó không có chân trống đâu. Anh chị em mua xe của em thì tất cả các xe em đều tặng chân trống hết nhé mọi người nhé. Tặng chân trống và bao ship toàn quốc. Đấy, mọi người có nhu cầu mua hàng thì cứ yên tâm mua hàng của em Minh. Giá cả rất là tốt. Quà tặng thì đầy đủ. Gian ATX 830 màu cam. Size đủ tất cả các size nhé mọi người nhé. XS, S, M, L. Đấy, mọi người có nhu cầu mua thì liên hệ em Minh. Tất cả các dòng xe, tất cả các mã của gian quốc tế cũng như gian nội địa mọi người nhé. Rồi, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để nhận được nhiều video và cập nhật giá cả tận gốc nhé mọi người nhé. Em cảm ơn.